Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn. Các con thân mến, trước khi vào bài học mới, cô mời các con quan sát trên màn hình. Cô có hình ảnh của một phòng học. Con hãy tìm và chỉ ra những chữ A, chữ B trong lớp học này. Chúng ta đã vừa củng cố một chút kiến thức của bài học ngày hôm trước. Nối tiếp chương trình, hôm nay, cô trò chúng ta sẽ vào bài học số 2. Chúng ta tìm hiểu chữ cờ và dấu sắc. Phần thứ nhất, khởi động. Các con thân mến, cô có hình ảnh sau. Con hãy chỉ ra những con vật có trong bức ảnh này. Rất chính xác, trong bức tranh này, chúng ta nhìn thấy những con vật đó là cá, cò, công và cào cào. Con phát hiện ra điểm nào chung trong tên gọi của các con vật này? Nhìn vào tên gọi của chúng trên màn hình, chúng ta có thể thấy ngay điểm chung của tên gọi các con vật đó là đều chứa chữ cờ. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu về chữ cờ. Các con có thể quan sát trên màn hình. Cô có hình ảnh bên trái là chữ cờ viết thường. Và hình ảnh phía bên phải chính là chữ cờ viết in hoa. Qua những nhận biết vừa rồi, cô có trò ghép chữ cờ. Cô có hình ảnh của chữ cờ hoàn chỉnh như thế này. Sau đây, cô tách các mảnh ghép của chữ cờ. Và ở phía bên trái màn hình, các con có thể nhìn thấy chữ cờ hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của chúng ta là ghép những mảnh ghép. Chúng ta có tất cả 3 mảnh ghép thành một chữ cờ hoàn chỉnh như hình ảnh ở bên trái này. Chúng ta có thể ghép như sau. Các con lấy mảnh ghép đầu tiên, đầu chữ cờ. Chúng ta di chuyển xuống. Thân chữ cờ các con ghép với đầu chữ cờ. Và cuối cùng, phần đuôi các con ghép lại. Chúng ta sẽ được chữ cờ hoàn chỉnh. Như vậy, chúng ta đã nhận diện được chữ cờ. Vậy, chữ cờ này cùng với dấu sắc mà ngày hôm nay cô cho chúng ta tìm hiểu ghép với những chữ cái, những dấu chúng ta đã được học sẽ được những từ, những tiếng nào chúng ta sẽ chuyển sang học đọc. Các con thân mến, chúng ta có chữ cờ và dấu sắc. Chúng ta cùng đọc chữ cờ. 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 Và đây là dấu sắc các con có thể quan sát thấy. Chúng ta có mô hình chữ cờ ghép với các chữ cái đã được học. Cụ thể là chữ A, có thêm dấu huyền và dấu sắc. Chúng ta sẽ được những tiếng. Các con có thể quan sát trên màn hình mô hình của các tiếng. Các con lưu ý, những chữ cái và dấu đã được học ở bài trước, cô để màu đen. Chữ cái và dấu mới, cô để màu hồng. Nhìn vào mô hình, chúng mình có thể thấy được các tiếng. Ca, cờ, a, ca, ca. Cà, cờ, a, ca, huyền, cà, cà. Cá, cờ a ca sắc cá, cá. Vậy là chúng mình đã đánh vần và đọc trơn được các tiếng ca, cà, cá. Các con nhìn kỹ mô hình của các tiếng trên. Bây giờ, với tiếng ca, cô để khuyết một chữ cái. Con hãy tìm và điền chữ cái còn thiếu để được tiếng ca nhé. Rất chính xác. Chúng ta có tiếng ca ở dưới và phía trên mô hình này chúng ta còn thiếu chữ A. Các con thêm chữ A vào sau chữ cờ. Phần tiếp theo, với mô hình tiếng cà, chúng ta lại chỉ nhìn thấy dấu huyền. Vậy, chúng ta sẽ phải thêm những chữ cái nào vào mô hình này? Các con đã điền rất chính xác. Chúng ta có thứ nhất, đó là chữ cờ. Thứ hai, chúng ta điền chữ A sau chữ cờ
và chữ A đặt dưới dấu huyền, chúng ta có tiếng cà. Cuối cùng, với tiếng cá, các con sẽ điền vào mô hình để chúng ta có tiếng cá. Chúng ta điền được đầu tiên là chữ cờ. Sau chữ cờ, chúng ta viết chữ A, và trên chữ A chúng ta đặt dấu sắc. Chúng ta có tiếng cá. Chúng ta cùng đọc lại 3 tiếng này. Cô cho xuất hiện lại 3 mô hình và chúng ta đọc được cờ AK ca, cờ AK huyền cà cà, cờ AK sắc cá cá. Cô cho chúng ta cùng đọc lại ca cà cá. Tiếp theo cô có câu văn A cá. Các con cùng đọc với cô. A cá, A cá. Ngay sau đây, cô mời chúng mình cùng nghe một bài hát rất vui nhộn. Màn hình các con thấy hình ảnh gì? Đúng rồi đấy, chúng ta có những nốt nhạc và hình ảnh của một chú cào cào rất to. Với hình ảnh này, các con nhớ đến ngay bài hát mà chúng ta đã được học hồi mầm non. Đó là bài hát Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Cô để ý đến câu hát đầu tiên mà các con vừa được nghe. Cô mời chúng mình nghe lại câu hát ấy một lần nữa. Trong câu hát vừa rồi, con để ý xem có những tiếng, những từ nào xuất hiện âm cờ. Chúng ta có câu hát Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Và các con có thể quan sát ngay thấy âm cờ xuất hiện trong các tiếng, các từ mà cô đã in màu đỏ ở trên màn hình. Đó là âm cờ trong tiếng con, âm cờ trong tiếng cào, lại là một âm cờ trong tiếng cào. Cào cào là tên của con vật. Âm cờ trong tiếng có, âm cờ trong tiếng cái và âm cờ trong tiếng cánh. Vậy là những câu hát rất quen thuộc, các con cũng có thể thấy âm cờ. Còn xung quanh chúng ta có những đồ vật, sự vật nào mà tên gọi của chúng có âm cờ? Chúng ta hãy chuyển sang phần nói để biết thêm nhé. Trước hết, chúng mình cùng đến với một thế giới động vật, các con vật như thế này. Đầu tiên, con hãy xác định xem tên gọi của con vật nào có chứa dấu sắc. Chúng ta có thể gọi tên của các con vật đó là ong, chó, cua, cá, thỏ, cú, sóc. Vậy thì tên của những con vật chứa dấu sắc đó là: đầu tiên chúng ta có con sóc, thứ hai là con chó, thứ ba con cá và cuối cùng là con cú. Tiếp tục, cô có các hình ảnh sau. Con hãy nói lên tên của từng sự vật và nhớ tên của chúng có chứa âm cờ nhé. Cô chúc mừng chúng mình đã gọi tên sự vật rất chính xác. Những hình ảnh này có tên gọi lần lượt là cam, cà rốt, cà tím, cú, cua, cá. Và chúng ta có thể thấy tên của chúng là các tiếng chứa âm cờ và âm cờ đã được in đậm màu đỏ. Chúng mình cũng có thể mở rộng vốn từ thông qua quan sát hình ảnh sau. Con hãy nhìn tất cả các sự vật có trong căn phòng, nhìn cả các bộ phận trên cơ thể của con người và tìm xem có những từ nào, tiếng nào chứa âm cờ. Rất chính xác,
cô có thể thấy các từ, các tiếng chứa âm cờ đó là cây, cửa sổ, và bộ phận của con người thì có cánh tay, cổ. Những từ, những tiếng chứa âm cờ và âm cờ đã được in màu đỏ đậm. Xung quanh chúng mình cũng có xuất hiện rất nhiều những âm cờ khác, các con có thể tìm hiểu thêm. Cuối cùng, chúng ta đến với phần viết để xem chữ cờ được viết như thế nào. Kết thúc bài học, chúng ta sẽ cùng đố chữ như sau. Nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì? Con cua, con cá, lá cờ, tôi đều có ở trong tên các từ. Chúng ta có thể thấy, ở dòng đầu tiên, chúng ta được chữ O. Khuyết đi một nửa, chúng ta sẽ còn chữ cờ. Và chữ cờ ấy xuất hiện trong tiếng con, cua, con, cá, cờ. Các con có thể thấy in đậm trên màn hình. Chúng ta tìm được chữ trong câu đố này chính là chữ cờ. Vậy là bài học hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về chữ cờ và dấu sắc. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo của olm.vn.